Số 3 out rồi. Ừ, kệ đi ông ơi. Việt Nam chủ quốc cam gặp gặp ai nhỉ? Cứ gái trên bàn này. Được, Việt Nam chủ quốc cam gặp AWSX Poker nhé. Bảo cần hết. Nhảy từ nhảy ra, từ nhảy, từ nhảy ra. Ui ơi, 5 team. 5 team á, ủa. Ui ơi, sao tôi đéo thấy anh nhỉ? 1, 2, 3, 4, 5. 6 team. À đây, thấy không? Nhà y hay là đất sao đây? Đi luôn, đi luôn. Khô máu đi. Ủa sao bạn bay 300, 234 mà vẫn có thằng nó bay xuống trước bạn nhỉ? Bay qua ngang mặt bạn rồi đấy. Ủa, ông kia giết chết. Đi có mẹ thấy súng nhưng kiểu nhát được rồi. Nát quá nhờ. Bắn chỗ này chắc chúng không bắn cả thế giới á. Watch out, watch out. À. Ui. Phóng tin vậy. Nhà xóm này mấy ông ơi. Nhà xóm. Quá. Thằng Long nó rủ chơi. Cút đi mẹ. Tao phải bảo giữ hai slot không? Hai slot đủ đi chơi. À, ông chó hai cho tôi hỏi là làm thế nào để có được bộ đồ của ông mà không không cần mất tiền. Ông chơi nhà cậu không không làm mà đòi có ăn đâu. Nhà này, nhà này có đấy. Kéo kim phải ao ấy Vinh ạ. Nè ao, thôi thôi, bắn đi bắn đi. Công 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 đi. Ờ công đi, để công nốt đi. Bắn với ông, khổ ra đóng. Thế hồn mẹ em. Có đây này. Ông mấy ông cứ ao đi, chơi với bạn ao đi. Công không? Công luôn không? Nó chạy xuống nó gạt kìa. Đây này, đây này, watch đây này, đây này, nó gạt này. Chết cụ đi. Ông cứu hết mỗi thằng này. Cứu hết qua luôn là công bát kho xong rồi. Nghe giọng này hay thế nhở. Ok không? Nghe giọng nhiều lộc biết đâu ấy. Ờ đúng rồi ấy, nói mới để ý giọng ông giống giọng lộc mũi to giọng tôi á. Ừ. Ờ. Giống ức kìa dạ? Sao bây nói to mới rõ hơn đấy. Tôi không? Giống à? Thì tôi đi chơi với team nào người ta cũng nói tôi giống Lộc. Ủa kìa. Giống thật. Thì vẻ hay thật. Giống đấy. À. Ê sao có bên này có người có người. Hình như Lộc thật. Lâu ở cuối kìa. Lộc thật à? Bước thọ. Lộc thật rồi Vinh ơi. Lộc ơi, Lộc ơi. Lộc ơi. Giống đó. Kéo lên cho mình. Trong kho trước mặt luôn đây không ơi. Hiểu á. Nó gạt được không đấy. Rồi đi. Ôi dồi ôi, Lộc đây rồi, thề.
Lọc rồi, chuẩn mẹ rồi. Không lạch được. Ờ thế sao giống vậy nhỉ? Thì tôi cũng tên Lộc mà, còn Lộc nào thì tôi không biết nha. Nhưng mà chắc chắn có một Lộc cũng to. Không phải chọn rồi, chọn rồi, chọn nó về, chọn rồi. Ok. Em phản ứng của anh một ngày anh ơi. Dư cốc 3 này. I got supplies. Em phản ứng của anh một ngày. Em vừa xem anh hôm nay không? Ơ, sao lại em rồi? Mình đang ít tuổi lắm bạn ơi. Có 9 năm đúng không nhỉ? Phải 9 năm không nhỉ? Lộc kia thì mình không biết, còn mình sinh năm 95. Có đang làm clip đấy. Không ạ? Anh Lộc ơi. Chơi game thôi, không có làm. Ôi ôi được ghép ôi buồn chưa ừ, được bắn quay phải quay lại clip gửi cho chủ tịch mới được biết chủ tịch hâm hâm chủ tịch hâm mộ à ừ. Chủ tịch là ai đấy mọi người nghe hoang mang là bạn em anh ạ à, bạn, là, bạn số ba bạn anh số chào 3. Anh chào anh chào chủ tịch đi anh ơi chào chủ tịch ạ à? Được phết nha. Chủ tịch của em hâm mộ anh các mẹ. Học bắn ba ngón nha anh. Ừ, mình học chơi 6 ngón luôn. Mọi người ăn thính đi mọi người. Mình full đồ 3 rồi. Ê người kìa. Nhà y kìa. Người kìa. Rồi á, ok, chuẩn bị bắn. Ờ, người này. Nó bắn trong nhà y. Tập thanh. Khéo nó gọi mình đấy. Một team cho nó chia người ra cho nó gọi mình nó dụ mình. Ủa bot à? Vâng. Bot rồi. Đây. Sau lưng kìa, sau lưng. Ốp nha anh nha. Watch out. Sau lưng số 1 đây. Bot đi. Đâu người mà. Bảy vào bot. Thằng này hơi ngáo thôi. Con gái chỉ bị thằng ngáo đấy anh. Phải không được rồi. Nóc y này. Đây nó dưới. Cờ này là cờ gì ta? Campuchia đúng không nhỉ? Nãy mình vừa nghe có tiếng súng ở chỗ đồi cam nha, đồi chấm cam ấy. Ok anh. Chắc là bọn resort hôm qua. Anh Lộc có bắn ô không anh? Không không, mọi người bắn đi, mình bắn tanh, map này không bắn sniper. Tí nữa sương mù ấy không nhìn được. Chia lẻ luôn. Khu nhà kìa. À. Anh Lộc thì bắn nữa không anh? Ơi, đợi xin anh ơi. Xoáy kinh thế nhỉ? Rồi. Thế. Nhà đứng đây khu nhà nó xây mấy đất này. Hay. Ôi phải bừa ông chúng này. Bừa mà chúng thì lại ảo quá. Bố phải đi với chỗ cây bạn chấm này. Watch out. Watch out. Đúng cây luôn. Ba vậy được chưa? Chết rồi. Bò. Nó chạy đi rồi. Nó chạy đi kìa. Ôi bò này chúa cứu rồi. Mình vòng trái mình lấy đồ mình chơi bọn này được ấy. Ok anh ơi. Đi. Follow idol. Thế cái bọn này nó vẫn đang clear nhà, vẫn đang đốc nha mọi người. Cái bọn trong y này. Hình như là bạn nó là nó cũng ngay hướng trước mặt mình còn lại hướng e ạ. Vậy chắc đi. Nó còn là dễ hay thế, không trúng bên nào luôn ạ. Anh thật. Mét, nó lòi có tí đâu. Watch out.
Ơ nó chạy xuống dưới kìa. Một thằng nó chạy xuống dưới nó bắt mình ấy. Đây đây. Watch out. Thằng này chết luôn rồi. À, như con boss. Thằng này thằng còn lại của team trong nhà Y đây, cùng cờ đấy. À, còn bọn Việt Nam. Vậy còn team ở trên này thôi. Đúng rồi, còn bọn Việt Nam ở khu nhà lúc nãy mà ai cầm ốp nóc ấy. Ở đây anh ơi. Mark the location. Trước mặt thằng trước mặt một đầu này vỡ mồm. Góc dưới. Rồi có lên tin này rồi. Ui bo vào mẹ rồi. Ui bo. Ui. Bên kia bạn. Thằng sau lưng là nốc rồi đúng không nhỉ? Chết rồi đúng không nhỉ? Vâng, đằng sau lưng chết luôn này, tìm này. Ok, ok. Rồi thì bo sao đây? Mình vòng phải đi. Chạy dọc mình chạy chỗ dọc bờ sông này. Mà bên phải có người. Thế á? Bờ này bắn. Đấy, giữa kia thì thế thôi, mình chạy thẳng luôn đi mọi người, đang có sương mù mình chạy được ạ. Ok à. Thôi mình đâm thẳng mình chơi thằng ốp luôn cũng được. Có xe này mọi người hay lên xe đi luôn. Đi. Mình sẽ đi náo loạn này luôn. Mình chịu có chạy bộ nhá. Chết, nó hết xăng rồi bạn ơi. Ôi. Đó là cái chết của việc đi hai ấy đấy ạ. Tôi đi mảnh không chậm bè đi, em buồn lắm. Này bé na rồi. Đang nhìn thấy gì? Bé đang clip gặp anh Lộc thì không biết có được nhiều view nhỉ? Đang lên TikTok kéo lên xu hướng. Quần đóng thật cho anh. Anh nhìn được tài thế à? Ghê đấy. Đang đi hết đi. Bọn đấy là bọn ở bên Painan, cẩn thận nha. Trên đầu. Watch out. Ui, ai bom sau lưng kìa. Watch out. Bom của đây nè. Bom mình vẫn gần. Cái thằng mình nó chạy phải kìa bĩa. Đâu? Đấy, nó cũng sẵn ngay đó. Đây đó. Còn có bạn đây mà. À đây này. Watch out. Đúng không? Không dưới đây. Chắc là có. Nó chạy chỗ đoạn này. Watch out. Đúng không? Thằng này đúng không? Đúng. Ok. Tôi móc cover luôn này bị em. Bên trái cũng có người nhà số 3 rồi. Trên này có anh. Ok, trái lên rồi. Cái thằng ở dưới này. Nó cần cứu anh á. Anh em bắn nó cứu ra. Hay. Lia đi mới đúng đi. Cờ lia được. Đi đúng. Nha gặp idol run quá, biết. Là bom tự sát thôi. Ơ trên ở trên cao vẫn đang còn sấm mốc kìa, bọn này bọn team khác nữa. Bên phải một team, bên trên cao mình một team. Thế nhỉ? Này chắc mình đốc được phải, mình chơi phải thôi, lấy bo luôn. Watch out. Ok. Đây mình đốc
mình nốt thằng này, mình có một đều. Không đi anh ơi, không đấy. Cẩn thận nha, chúng cũng đông ấy. Đang chết đồ yếu. Ok, cứ heal máu đi. Đang cứu trên này. Đi phải đi rồi. Khó thôi. Khó quá. Nó ngay trước mặt hai thằng luôn nha, nó cứu được cái thằng mình đốc à. Trước mặt số 3 cẩn thận đấy. Hay. Thế có thằng sai, có thằng sai bên trái, có thằng sai bên trái rồi. Cứu được ấy. Thằng sai bên trái. À đâu, thằng bên trái team khác rồi. Thằng bên trái team khác. Vất luôn bạn của nhóm. Ui. Cứu. Ok. Cứu đi, bỏ bắn. Phải có sầm mốc ấy, này khó bắn quá. Ui rồi. Ui, nó có bộ, nó bọn này có bộ khí đột ạ. Có bộ bỏ. Ui rồi, có một thôi, rồi. Tiếc thực sự. Ê. Cái thằng ở trên kia, thằng trên kia nó không bắn cover cho mình, nó có đè mình, nó bắn kìa, thấy nó rồi kìa. Rồi xong. Học thu mắt chính phải có 2 viên. PIL là bé yêu lộc. Thế nhở? Hợp lý. Enemy. Hai team rồi. E clear. Ủa sao lag thế nhở? Một thằng cuối nó đang đứng trong cái phòng trước mặt tôi này, tôi yếu máu quá. Hay không? Từ ông ơi. Ở đâu ấy? Mark the location. Chỗ cái bên tường rồi. Hai thằng nha. Lốc 1 nhá. Đây con này. Enemies ahead. Còn nó cứu bên này. Ờ, để tôi uống bình nước á, tôi yếu máu. Trong cái phòng ấy. Trong cái phòng cái nhà nhỏ nhỏ một tầng ấy. Đưa. Watch out.
Giật quá. Hai sát mà. Có đơn ta xin. Còn gì ông ơi? Giả dạ, bỏ đây. Không, thằng này thằng lèo ông ơi, vẫn đang còn trước mặt. Này, chỗ nhà này có một thằng này. Ồ, nghe. Bot à? Có Groza ông nào bắn không? Rồi. Đây, để tôi bắn vào cả. Lấy. Ơi, cây Groza nó rất ở ngay dưới này. I got supplies. Mẹ. Đẩy nhanh đi. Là team nó xuống đấy. Tí mà đầu góc ý ấy, ở đầu kia này. À trên thôi. Ờ thế thôi, nó vẫn đang trên đồi. Thằng công lại gần này. Hòn đá nhá, hòn đá trên đấy cả thằng. Watch out. Ué. Bắn xuyên sớm bóc, à xuyên cây. Sớm một đây, ra cứu tôi với sớm một đây, tôi xếp rồi. Cẩn thận nha, hay không, để tôi bỏ lại ông ấy, để tôi bỏ lại ông đâu. Để tôi bỏ lại. Mark the location. Cứu đã ông ấy, cứu tôi với. Vẫn còn hai thằng còn bot bắn xuyên cây hào thật đấy. Ông già ông cứu tôi hồi máu ấy, tôi gạt hội cho thằng này cái. Mark the location. Ôi chết rồi. Mark the location. Cày thế nhở, gặp thằng nào bên kia nữa, bọn team khác hay sao ấy?
con bot à? Mark the location. Ông ơi, cô lướt mấy ông ơi, thằng đá cô lướt mấy không, nó không nhanh. Nó vòng xuống đây rồi. Nó vòng nhanh thật. Không sao nha, vòng vẫn thoải mái nha. Ông nằm xuống đấy, ông đợi tôi hiêu máu với. Nhanh, thằng sau lưng nó công này nó toang. Ê, bỏ đây ông ơi. Nằm đây. Phải thằng bài tư không nhỉ? Check xem. Đúng nó. Bò mình đi lại chỗ cái cầu trước mặt luôn, bò bên chỗ mình. Số 1 đây. Bạn mở mic lên. Bạn nói chuyện với mình cho đỡ cô đơn đi bạn. Help. Mở mic lên bạn ơi. Còn có hai ta thôi mà việc gì phải ngại. Alo. Ôi vãi nồi, ông số 4 vẫn chưa ao à? Tôi ở trước mặt. Bên trái này, bên trái hai team này. Mình xuống dưới khu nhà mình cam bọn này luôn. Sợ khu nhà cũng có một team rồi. Nó gạt hay là nó clear ấy nhỉ? Hình như là clear rồi. Chạy hẳn sang cầu bên kia không nhá. Mình chạy cầu này lỡ bên kia có người đã bắn nhất đấy. Vẫn còn hai thằng nha, ít nhất hai thằng nữa trên đấy. Một thằng đi xe. Thằng đi xe thì tôi nốc rồi, đây, hai thằng chỗ hòn đá này. Watch out. Ông chạy sang cái cầu chỗ bên kia, ông chạy vào bao trước đi được ấy. Đi vào bao đi ông ơi, đừng nơi chết bao đấy. Đi vào bao đi ông, một thằng bị áo bao rồi. Chào con.
bắn nó tóe máu mà sao nó không tính đáp cho mình nhỉ? Ừ, ông vào nhà ông canh cái thằng sau lưng cho tôi. Để tôi canh hai người trước mặt cho. Thằng kia bơi, một thằng bơi chỗ gầm cầu nha. Còn thằng sau lưng này, có một thằng bơi chỗ hướng 20 ông ơi, chỗ gầm cầu 20 trước mặt ông. Mark the location. Có một thằng nó qua bên này rồi này. Cẩn thận. Nghe tiếng nhân lọc nhỉ. Kìa ông nghe cho. Vào bao đêm này, clear team sau lưng. Một cái yếu nha. Chạy hẳn phải, chạy hẳn phải này, ở chạy hẳn phải đi, đừng đứng trái nhá. Chỗ mình trong bò. Bò mình đẹp lắm không ơi. Có một thằng nó đứng ngay chỗ hòn đá bên trái mình. Ok, trèo lên hòn đá chỗ tôi đứng đẹp hơn này. Nhìn được hết luôn. Số 1 đây. Chạy lên chỗ tôi nhìn được hết này. Mày này cho con đó. Còn hai trước mặt. Chắc không? Nhà vệ sinh kìa. Một thằng lẻ nữa chỗ tôi nữa hay sao ấy. Nhà vệ sinh thì nó giống giống anh Lộc, Lộc Big Nốt nhỉ. Ừ. Mình là Lộc. Đúng không ta? Đúng rồi. Watch out. Một thằng chạy qua bên hòn đá này chắc là thằng nhà vệ sinh ấy. Cẩn thận đấy, trước mặt có đấy, sợ có đấy. Mới đốc thằng này thôi. Thằng bò. Nằm xa xa nhau ra cho nó ốp bom mày chết đấy. Bên trái có một thằng à. Thằng lẻ bên trái lúc nãy nó bắn sau lưng mình nãy giờ ấy. Với lại thằng trước mặt mình. Sao nó tỉnh mắt thế nhở, mình còn chưa nhìn ra được nó luôn ấy.
Có thằng cùi đúng không? Cẩn thận. Mẹ thằng này nó tinh mắt vãi luôn đấy thề. Thằng này này. Mình còn chưa nhìn được nó luôn đấy. Bọn này chắc là nó chơi iPad thì nó mới nhìn rõ như thế này. Điện thoại mình căng mắt ra mình nhìn không được. Nó chơi bằng gì? Chắc nó chơi bằng iPad thì nó mới nhìn kiểu cái góc iPad là nó kiểu kiểu góc nó cao ấy, nó nhìn được cao hơn mình. Điện thoại mình chỉ nhìn được ngang thôi. Ôi, đúng là cũng vậy. Thằng này quơ à? Từ từ chứ, thằng này quơ hay sao ấy? Vãi nồi, thằng này quơ. Này, nó, các bạn xem lại deadcam một lần nữa nhá. Xem lại deadcam một lần nữa. Có nghĩa là trước khi mà nó bắn mình là nó đã thấy mình từ trước rồi. Sau đó nó bò lại gần một chút nữa thì nó mới bắn. Mình nằm như thế làm sao nó nhìn được mình. Đâu phải góc của nó cao đâu, góc của nó thậm chí thấp hơn của mình ấy. Ủa, đang livestream mà anh. Ừ, đây này, thằng này quơ chắc luôn. Đây, nó vẫn cứ để hồng tâm trắng. Đấy, đấy, nó lia tâm trắng đúng ở chỗ mình luôn này, các bạn thấy không? Đấy, mở cốp nhìn này, nhưng mà nó chưa bắn nha. Vẫn đang còn xa, đang có sương mù này. Tầm này nó không thể nó nhìn được như này. Uầy, nó... Vãi nồi thật ạ. Sau đó nó mở cốp, nó còn nhìn sang cái thằng lẻ bên kia. Sau đó nó bắn chết thằng đấy luôn. Sau đó nó bắn chết thằng đồng đội mình luôn. Thế chịu rồi. Toàn hack kín đấy anh em ạ.